Xin được mến chào toàn thể các bác. Lại tiếp tục được test những chiếc lọc bài xịn các bác nhé. Dòng 3U có giải led cắt chống hú các bác nhé. Đây là em test cho một bác khách quen ở Long Biên, Hà Nội các bác nhé. Phanmoso, một dòng hiệu nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Model cao cấp nhất, model 321FA. Đó, bác khách này cũng đã lấy hàng của bên em rất là nhiều rồi. Bác chuyên làm về sự kiện. Thì với cái dòng này ấy, về còn nguyên tem các bác nhé. Nguyên tem hàng rất là đẹp. Cũng cảm ơn các bác quan tâm rất là nhiều. Có các bác comment hỏi là sao tính chép hay vậy nhưng mà tính bát mỏng hay là không lên được. Thì trong cái video này thì em tiện em sẽ test luôn để các bác có thể cảm nhận được. Đó, vì thường ấy, quay video ấy, thường là cái giải bát nó sẽ không lên được nhiều. Với căn bản là cái thu giải bát nó rất là kém, nó là tan mà. Tép lên rất là tốt. Nhưng còn với dòng này ấy, thì giải bát rất là chắc và dày các bác nhé. Đây, các bác có thể cảm nhận em test đầu video. Tính bát lên rất là chắc và dày các bác nhé. Đó, như vậy thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của các bác là chơi sự kiện. Thứ nhất là qua dưới lọc, qua dưới vang hoặc là qua dưới mixer các bác nhé. Nếu mà với những dòng lọc ấy, cái tiếng mà mỏng ấy thì các bác không thể làm được đâu. Đó, các bác không chuyên thì sẽ không nắm được. Nhưng mà bọn em chuyên về lọc rồi, nhà em cực kỳ nhiều lọc và làm cách đây cũng 8 năm nay rồi. Cho nên là những cái dòng nào có thể chơi được sự kiện thì khi mình cho lên là mình sẽ nắm được ngay. Thứ nhất đó là cái tiếng nó phải dày, cái thứ hai đó là sạch tiếng tách bạch các bác nhé. Đây, em còn rất là nhiều lọc này các bác này. Đó, đây toàn lọc này. Ở đây mới là một số nhỏ đó các bác nhé. Còn đây sẽ là tiếp tục với chiếc lọc của bác khách. Thì ở đây thì với cái phiên bản các bác nhìn mặt này, cực kỳ đẹp các bác nhé. Dường như cái lô lọc này mặt trước phải nói là 99% là đẹp. Không có một chiếc nào là chất chát về riêng mặt đấy các bác nhé. Đây các bác nhìn này, còn rất là sáng. Đó, còn đây là nắp trên. Nắp trên ở đây thì các bác sẽ nhìn đây là tem còn nguyên bản nhé. Nguyên tem nhé các bác nhé, nguyên tem của nhà sản xuất nhé. Đó, ở đây mặt sau. Mặt sau thì tín hiệu thì sẽ là vào 3 đường, ra 3 đường. Đây, 6 ly Canon hoặc là sử dụng khóa trực tiếp như bên châu Âu. Đó, dòng châu Âu thường ở bên châu Âu ấy sẽ sử dụng cái cổng này. Nếu mà các bác mà chơi những cái dòng âm ly ngày xưa hoặc là những cái con đẩy ngày trước ấy, thì đa số là sử dụng chiết kiểu như vậy các bác nhé. Đó, các bác nhìn khá là lạ thôi nhưng mà ở bên châu Âu người ta toàn là dùng như vậy thôi. Nó sẽ có âm dương ở đây, đó, và mát ở đây. Đó. Còn đây là sử dụng đầu ra em đang sử dụng nhá. Ở đây là đằng sau, nguồn điện ở đây thế là auto volt từ 110 cho đến 240V. Đấy, nguồn tổ ong các bác nhá. Dòng này dòng nguồn có thể chạy được điện yếu hơn từ 80V trở lên các bác nhá. Đó. Hàng bao đẹp, bao nguyên bản các bác nhá. Bao nguyên bản nhá. Với những dòng này thì lô hàng về được 28 chiếc, đến hôm nay thì cũng còn đâu đó 16 chiếc nữa thôi các bác nhé, 16 chiếc rồi. Đó. Đây các bác cùng nghe nhá. Đây chị em chưa cắm súp coi nhá, đây là súp của loa rồi đấy, cái tiếng bát của loa đấy. Đó. Đó này. Tắt không qua lọc này. Đó, không qua lọc nhá. Qua lọc này. Các bác mua những chiếc lọc này không khác thì các bác mua hàng gọi là hàng lướt, hàng kiểu như là các bác dùng được 1-2 tháng vì nó quá là đẹp mà. Nó còn nguyên cả tem các bác ạ. Đó, mới hiện tại có những web em cũng nói rồi là 14.250.000 một chiếc này. Đó, còn hiện tại thì nó là hàng bãi, nói chung là đã qua sử dụng nhưng mà rất là ít. Đấy, còn rất là đẹp. Giá thì rất là hợp lý thôi, có 3.500.000 thôi một chiếc này thôi để cho các bác chơi. Đó. Đó, các bác nghe này, đây là tiếng súp nhá, đem lên này. Đó. Tiếng bát rất là dày các bác nhá, rất là dày và mạnh nhá. Đó, tiếng bát trên rất là mạnh, sâu nhá, đây em tăng lên này. Đó. Đó. Đây nghe tiếng bát này. Đó, cực kỳ là hay đúng không ạ? Xứng đáng để các bác bỏ ra một số tiền khá là nhỏ thôi để chơi. Đó, từ nghe nhạc gia đình, hát karaoke, chơi sự kiện đều được. Đó. Đây có những vết sức nhẹ như thế này thì không tránh được rồi. Nói chung là khi vận chuyển về thì nó không có hộp các bác ạ. Đó. Nhưng mà như thế này là gọi là quá tuyệt vời rồi các bác ạ. Phiên bản cao cấp nhất nhá, model 321FA. Đó.
Hiện tại thì bên em có những dòng sự kiện dòng 2U cũng có, nhưng mà ít, không có nhiều. Đó. Các bác đeo tai nghe và cảm nhận thì nó gọi là tuyệt vời. Tín hiệu thì từ laptop vào đây và ra là ra đẩy các bác nhé, chưa có súp đâu. Ok, các bác nào có nhu cầu có thể liên hệ với bên em. Đấy, như chiếc này đã ok này, giờ sẽ dán tem bảo hành cho các bác 6 tháng nhé các bác nhé. Ok chưa, tặng kèm dây giác bao phí ship. Và em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.